Nguyễn mà nghe nói đi mùa Tổng Bí thư Trần Phú là hào hứng, trời ơi, khoái. Đấy. Bon. Hello. Ngay tại thời điểm này tôi và Hải đã đi đến mộ Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của đất nước Việt Nam. Nói như vậy thì đây là cái cảnh quan của cái xung quanh một cái cổng vào của cái ngôi mộ. Ủa, hình như leo lên nữa à, có bậc thang nữa mày. Dạ. Còn phía trước này là cái ngã ba sông, gọi là Bến Tam Soa, trong bài hát có Bến Tam Soa đấy. Đấy, Bến Tam Soa trước mặt đây. Ngã ba sông luôn. Sông ngàn sâu, sông ngàn phố. Ngã ba sông ở trước, cái vị thế của ngôi mộ rất là đặc biệt và rất là đẹp. Rất là đặc biệt là ở chỗ nó có sông, nước, có núi nữa. Có hồ. Sau lưng có hồ. Cái vị trí phong thủy này thì khỏi phải chế rồi. Cái vị trí phong thủy này thì quá là đẹp rồi. Ok, bắt đầu mình cứ mua vé gì không? Không mua vé gì cả. Dạ. Ok, mình đi tham quan luôn ha. Đây, cụ cố Tổng Bí thư mà an nghỉ đấy thì đất nước chỉ có thịnh vượng thôi chứ. Cái vị trí phong thủy này. Cái địa lý phong thủy này hả? Ok, thì có nước thôi. Mình không có bàn cãi nhiều, vị trí quá đẹp. Rồi, ok. Trời ơi. Giống như một khu du lịch. Đi. Cho xem nhang hiệp. Mình mua nhang nha, trên này có không? Trên này có nhang không ta? Hiệp kiếm nhang hiệp. Cảnh quan này rất ư là. Hỏi anh này, ở trong có bán nhang không anh? Có phải không? Rồi em lại mua đó luôn, em bỏ tiền phí luôn. Mình lại mình mua mình bỏ tiền phí luôn. Hiệp lại mua nhang hiệp. Tiền đi bóp này, tiền bóp anh đấy. Bóp lưng anh đi. Lấy bóp bỏ mấy trăm ngàn tiền ấy, tiền công đức, có hộp công đức kìa. Bán nhanh mấy bao nhang, thắp nhang cái. Anh Sài Gòn ra, nhưng mà anh quê bên chỗ Đức Lập. Anh chở chú bên Mỹ về. Chú Cầm bên Mỹ về thăm Trần Phú. Ao ước của chú là một lần được đến thăm quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú. Nhà đón tiếp. Nơi đây là nhà đón tiếp rồi. Đấy. Đây khung cảnh đẹp quá chú. Đúng như thiên đàng à. Đó thì nhà nước xây dựng nhà nước và nhân dân xây dựng cái khu này. Vừa là khu tưởng niệm và là khu mộ mà cũng là khu du lịch nghỉ dưỡng. Đúng rồi. Nhưng mà khi ngôi mộ của Tổng Bí thư là như trên đồi hả? Trên đồi. Trên đồi phải đi thang lên hả? Dạ, đi bậc thang lên. Rồi, okay. Rồi sao? Thấy sao? Chân cẳng ngon không? Tao đi được. Lý do tao đi ngủ ở gì gì ở ngoài Huế đó. Tao đi còn được. Tao đi còn được, cho nào tao đi không được tao phải dìu lo gì chuyện đó. Đi không được cổng. ý thế. Rồi đi. Ok, có nhang rồi phải không? Có một quẹt chưa? Bỏ tiền công đức chưa? Hỏi có quẹt bán cái đi. Chút xíu anh bỏ. Có quẹt rồi hả? Rồi đi. Có ở đây có thuyết minh em? Có thuyết minh không? Hay là em thuyết minh dùng? Em thuyết minh đi cho chú hiểu. Như kia. Ở đây là cái nhà đón tiếp cũng đẹp nữa, có tượng Bác Hồ nữa này. Đấy. Khung cảnh nơi đây thật là tuyệt. Hai bên cái bậc thang lên họ trồng. Đây là nhà tiếp khách. Không, hai bên. Làm gì vậy? Con quay cái trong cái nhà tiếp khách. Rồi đi. Được quyết mà. Lấy gimbo mà mang vô. Wow. Những bậc thang này đã làm rất là đẹp. Mà nó không giống như cái bậc thang ở trên ngay Ngũ Hành Sơn. Dạ. Bên sau là bằng đá lởm chởm. Còn ở đây làm đẹp đó. Đi kế bên đây thôi, vịnh đây thôi. Ok. Trời, gân cốt ngon mà đúng không? Xứng đáng ha, về miền Trung xứng đáng quá ha, được đi thăm mộ Trần Phú là được một cái vinh dự đúng không? Một cái vinh quang ha. Đó là một vinh dự của một người con của nước Việt thôi, mình chỉ đơn giản vậy thôi. Ừ. Cần chi phải màu mẹ. Muốn thay máu cũng thay được phải không? Má tao nó khám bệnh nó nói máu người ta máu chữ O, máu chữ A. Ừ. Còn tao để chữ Việt Nam. Máu Việt Nam hả? Còn có nhiều thằng thang bên nó thành máu Tây luôn chứ. Hả? Mấy thằng đó nó lại chó pitbull hết rồi. Đây là một bức phù điêu rất là bự rồi. Lên nữa hả? Lên nữa đây, ngắm cảnh đi, đây quá hùng vĩ, quá hùng vĩ. Ở dưới quay cho mọi người thấy quang cảnh xung quanh, đi bờ hơi tai luôn hả? Núi non hùng vĩ, đúng rồi. Trước là con sông, đây là ngã ba sông, sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố, quá ư là đẹp. Trời ơi, khung cảnh chỗ này quá ư là đẹp, không tưởng nổi ha. Đi đẹp không tưởng chú à, đi đây cũng được. Ừ, đẹp không tưởng đúng không? Ừ. Mọi người về Hà Tĩnh đi du lịch nhé, thăm mộ Trần Phú. Ngã ba Đồng Lộc cũng đẹp như thế này chú à. Ồ đây. Ừ, tới rồi, tới rồi, tới rồi. Đây, đây. Câu nói nổi tiếng đây của Cầm Nguyễn hay nói đây, chú hay nói câu này: hãy giữ vững, chí khí chiến đấu. Rồi đây là ngôi mộ của đây. Anh giới thiệu với em cái là chú Cầm là đi làm việc bên Mỹ 40 năm về, ước ao được về thăm quê bác, thăm mộ Trần Phú, viếng mộ 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc. Mà sáng nay trời mới nắng được, mới đi được lần đầu tiên đến đây. Rồi, ngày hôm qua nó mưa quá, đáng lẽ đi hôm qua nhưng mà nó mưa quá, suốt ngày đi không có được. Từ bữa ra đây tới giờ nó mưa tầm tã luôn. Trời, khung cảnh đây nó đây đẹp luôn. Không tưởng, đẹp cực kỳ luôn. Cái này là bình thường á, là tụi con tối là hay đi thuyền, là đi ăn, có cái thuyền nhà hàng á, đi dọc con sông này. Anh là quê gốc Hương Khê, cho nên là đây là dòng nước Hương Khê đấy. Sông Ngàn Sâu, Hương Khê là đầu nguồn của sông Ngàn Sâu. Bên đây là ngã ba sông Ngàn Phố đúng không? Ừ, là về đầu nguồn của cuối nguồn của Hương Sơn. Ừ. Rồi bà đấy, đi đâu vậy? Lại thắp nhang đã. Tao thắp nhang thì nó phải cầm máy. Ừ. Nè, cầm máy nè. Chịu cầm máy chú thắp nhang. Rồi chú anh thắp. Rồi cầm máy cho Hải luôn đi, hai đứa thắp nhang cùng luôn cũng được. Chú thắp trước đi. Được rồi, để anh quay anh thắp thuyết minh. Trời, vinh dự quá. Hôm nay chúng con từ thành phố Hồ Chí Minh, con có người cùng về với con là chú Cầm Nguyễn, một Việt kiều Mỹ yêu nước, rất mong một lần về thăm cố Tổng Bí thư Trần Phú. Chia hai người đi. Ừ. Dù đi xa tổ quốc, dù sống đến nước Mỹ, nhưng mà một lòng đau đáu về tổ quốc yêu thương. Lần nữa sau khi đoàn chúng ta dâng hương phân mộ Đồng chí Trần Phú xong thì mới đoàn di chuyển theo lối bên này. Trên đó là phân mộ hai vị tân sinh của Tổng Bí thư. Và bên cạnh bên này là phân mộ người em của Tổng Bí thư đó. Rồi. Hôm nay còn tới đây dâng hương cho đồng chí Tổng Bí thư đầu tiên của đất nước chúng ta. Con thành kính phù hộ cho đất nước mình càng ngày càng phát đạt, con cháu giữ vững bờ cõi. Rồi tới phim mày đi. Yeah. Đây cho anh ban mấy thời gian hiệp cầm này, để hiệp đi cho chú đi. Hiệp con này coi cho anh để anh quan tâm nha cái đây. Cầm lên, anh cái gimbo anh cầm. Mày nói vài lời đi. Con là fan Thanh Hải. Anh có thể thuyết minh cho tôi biết là con ở Hương Khê. Tổng bí thư Trần Phú là sau này đó là cái đường con học xong và đi làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông 25 tuổi thì con đã lập doanh nghiệp và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tổng bí thư nhớ về cội nguồn, nhớ về anh có thể thuyết minh được không? Công ơn của tổng bí thư Trần Phú, người đã viết luận cương chính trị năm 1930 và tiền đề cho đất nước ta sau này. Xây dựng đảng, xây dựng lực lượng vũ trang toàn dân để đấu tranh chống giặc Pháp, giặc Mỹ, giặc Pol Pot, giặc Trung Quốc. Dù là một doanh nhân làm kinh tế, nhưng làm kinh tế với mục tiêu đặt tổ quốc là trên hết. Hôm nay con thắp một cây nhang để viếng linh hồn của cố tổng bí thư ở dưới suối vàng an giấc ngàn thu, phù hộ đồ trì cho gia đình chúng con cũng như tất cả dân tộc Việt Nam giữ vững bờ cõi, làm ăn phát đạt, làm kinh tế vững mạnh để đưa đất nước lên, đất nước phát triển. Trần Ngọc Xanh là một người em của người con gia đình. Vâng, kính thưa quý vị, thì của tổng bí thư chúng ta sinh ngày mùng 1 tháng 5 năm 1904 tại cái thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Yên, trong một gia đình nhà học của truyền thống yêu nước. Thì bố đồng chí Trần Phú hiện nay ăn nghỉ phía trên ấy, là ông Trần Văn Phổ. Ông trước đây là nguyên là tri huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi. Tuy ông làm quan về sự đô hộ của kiếp Pháp phát triển, nhưng ông là vị quan thanh niên vì bức yêu nước thương dân. Cũng vì xuất phát từ lòng yêu nước thương dân thì ông đã phản kháng những cách khảo sát của kiếp Pháp triều đình phong kiến một cách thuận tiện, được từ vận tại huyện đường huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi vào đêm ngày 19 tháng 4 năm 1909. Vâng, kính thưa vì quý đoàn, thì của tổng bí thư chúng ta khi mới sinh ra đã sợ mồ côi cả cha lần mẹ, tức là lên vào lúc 5 tuổi, tức là vào năm 1909. Khi đó bố của tổng bí thư đã sớm qua đời, và sau đó gần một năm thì bà Hoàng Thị Cát, tức là mẹ của tổng bí thư, thứ nhất là bà đau buồn vì chồng mất sớm, thứ hai là bà lâm một căn bệnh nặng và bà qua đời một năm sau đó vào năm 1910. Thì khi đó thì gia đình của tổng bí thư là một hoàn cảnh thì nói là vô cùng là khó khăn. Thì những người anh chị em đầu trong gia đình của tổng bí thư Trần Phú thì khi đó có tuổi đời còn lớn hơn, thì khi đó thì đồng chí Trần Phú và một người em của tổng bí thư chúng ta do tuổi đời còn rất là nhỏ thì được những người dì của tổng bí thư thì đưa về nuôi ăn học tại trường tiểu học Đông Ba Pháp Việt giai đoạn từ năm 1911 đến năm 1918. Mặc dù có thể nói là trong điều kiện gia đình hoàn cảnh là vô cùng là khó khăn, nhưng hai anh em trong gia đình của cô tổng bí thư học hành rất là giỏi. Vào năm 1918 thì đồng chí Trần Phú đỗ vào trường Quốc học Huế và theo học tại đây từ năm 1918 đến năm 1922. Thì đến năm 1952 mà sau khi đỗ đầu kỳ thi thành trung tại Huế đấy, thì đồng chí Trần Phú được cử về làm giáo viên dạy học tại trường tiểu học Cao Xuân Dục ở thành Vinh từ năm 1922 đến năm 1925. Thì trong khoảng thời gian này, từ ngoài nhiệm vụ dạy học thì đồng chí Trần Phú thì tham gia hết sức tích cực vào phong trào cách mạng của từng lớp ý thức bây giờ, cũng như từng lớp là học sinh sinh viên để chống lại ách áp bức luật của thực dân Pháp triều đình phong kiến. Và ông là cái thành viên tham gia sáng lập các hội tổ chức cách mạng Phục Việt. Thì đến năm 1925 thì đồng chí Trần Phú cùng một số nhà chỉ cách mạng yêu nước trong nước thì trong tổ chức hội Phục Việt trực tiếp sang Quảng Châu Trung Quốc để từng gặp nhà cách mạng Nguyễn Ánh Quốc thì cùng bàn thảo cái việc hợp nhất các tổ chức cách mạng cũng như là tìm con đường giải phóng dân tộc và giải phóng nhân dân ta. Thì sau đó thì đồng chí Trần Phú được tham gia câu lạc bộ huấn chính trị do đồng chí Nguyễn Ánh Quốc trực tiếp giảng dạy, và sau này thì qua cái lời giới thiệu đồng chí Nguyễn Ánh Quốc thì đồng chí Trần Phú được cử sang học tại trường Đại học Phương Đông Moscow, và đến cuối năm 1929 đến đầu năm 1930 đồng chí Trần Phú tốt nghiệp tại trường Đại học Phương Đông Moscow. Sau đó thì được Quốc tế Cộng sản cử về hoạt động trong nước. Sau đó thì đến tháng 4 năm 1930 đồng chí Trần Phú trực tiếp về lại Sài Gòn và trực tiếp ra thực tế cách mạng ở các tỉnh phía Bắc. Và sau đó thì đồng chí Trần Phú được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao soạn thảo luận cương chính trị đầu tiên của đảng ta. Và trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10 năm 1930 tại số 90 hàng Bông Thường Nhùm, Hà Nội thì đồng chí Trần Phú được khởi thảo xong luận cương chính trị đầu tiên của đảng ta. Và trung tuần tháng 10 năm 1930, trong hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thì khi đó Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú trực tiếp soạn thảo, và cùng trong hội nghị này thì đồng chí Trần Phú được cử làm tổng bí thư đầu tiên của đảng ta. Và sau khi được cử làm tổng bí thư đầu tiên của đảng thì đồng chí Trần Phú trực tiếp về lại trong nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng ở trong nước, trực tiếp xây dựng củng cố hệ thống tổ chức đảng cũng như hệ lực lượng cách mạng ở trong nước rộng khắp trên cả ba miền Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, và từ đó đã góp phần thúc đẩy cách mạng trong nước chuyển sang một bước phát triển mới, mà trong đó là cái đỉnh cao là trong một phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930 năm 1931 ạ. Và kính thưa về bác, kính thưa các anh, thì giữa lúc cao trào cách mạng 30 bằng một diễn ra có thể là hết sức là sụp sôi, thì khi đó thì Dương Pháp là vô cùng lo lắng thì đã cho thi hành cái chính sách là khủng bố trắng, tức là đàn áp dã man phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân, cũng như thủ tiêu diệt các nhà chỉ trị cách mạng yêu nước hàng đầu. Và trong các cuộc cách mạng khốc liệt đó thì đồng chí Trần Phú chúng ta bị bắt giam tại Khám Lớn Sài Gòn vào ngày 18 tháng 4 năm 1931 ạ. Và sau khi bắt giam được, đồng chí Trần Phú thì biết người là một trong những nhà chỉ cách mạng yêu nước hàng đầu của cách mạng Việt Nam, cũng như là tổng bí thư đầu tiên của ta. Thì trước hết tự nhiên Pháp là cho thi hành chính sách mua chuộc, sau đó đã cho áp dụng các hình thức tàn tận là vô cùng là dã man. Nhưng mà đồng chí Trần Phú của chúng ta là một mực giữ vững kỳ tích cách mạng và không khai báo nửa lời. Và qua gần 6 tháng bị thực vào bằng hình thức tra tấn hết sức là dã man đó thì sức khỏe của tổng bí thư chúng ta dần suy kiệt. Và cho đến khoảng 8 giờ sáng ngày 6 tháng 9 năm 1931, tổng bí thư chúng ta đã trút hơi thở cuối cùng tại cái nhà thương chợ quán ngay lực trung tâm Bền Việt Nhiệt Đới số 190 bên Hàm Tử, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Mà kính thưa về các anh, thì trước lúc qua đời tin tay những người đồng đội, đồng chí thân yêu của mình, thì đồng chí Trần Phú đã để lại một lời trăn trối, một lời di ngôn có thể là hết sức nổi tiếng và ý nghĩa cho thế cách mạng của chúng ta, thế trẻ của chúng ta sau này, mà hiện nay chúng ta vẫn còn khắc ghi được phần mộ của tổng bí thư. Đó là lời châm ngôn là hãy giữ vững chỉ khí chiến đấu đấy. Dạ vâng, kính thưa với các bạn và kính thưa với đoàn, thì sau khi mà đồng chí Trần Phú qua đời thì thực dân Pháp đã chôn cất thi hài của người tại nghĩa trang Đô Thành ở khu Hương Giảo. Và mãi đến sau này, sau gần 70 năm xa cách, thì vào đầu tháng 1 năm 1999 thì chúng ta mới tìm hài cốt của tổng bí thư tại cái công viên Lê Thị Riêng. Thì nguyên trước đây thì nghĩa trang Đô Thành được giải tỏa để xây dựng công viên Lê Thị Riêng đấy. Thì mãi đến sau này, đến đầu tháng 1 năm 1999 thì chúng ta mới tìm hài cốt của tổng bí thư Trần Phú tại đây. Và cho đến sáng ngày 12 tháng 1 năm 1999 thì đảng và nhà nước ta đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu tiễn đưa hài cốt của người về an táng tại nơi đây vào chiều ngày 12 tháng 1 năm 1999 ạ. Dạ vâng, kính thưa bên đoàn thì chúng ta di chuyển lên trên để dâng hương cho phần mộ của bố mẹ của tổng bí thư, thắp nhang cho hai cụ. Dạ vâng. Đây là câu nói hãy giữ ý chí chiến đấu. Và con là một doanh nhân, con đến đây con cũng có một câu nói: Tổ quốc là đến hết. Dù làm kinh tế ở bằng cách nào hay bằng con đường nào thì đặt tổ quốc là đến hết. Không phải giàu có rồi mà mang tiền ra nước ngoài, hoặc là giàu có rồi theo bọn phản động để mà đấu, chiến đấu, phản động, phản bội lại đất nước. Đúng chứ? Đúng rồi. Dù sống ở đâu trên hành tinh này, mình là người Việt không thể thay máu được. Nhóm máu của mình là nhóm máu Việt Nam, đúng không? Đúng rồi. Rồi. Nơi đây là đây là phần mộ của bố mẹ. Đây là phần mộ của bố mẹ của đồng chí tổng bí thư. Đây là tên tuổi bà Hoàng Thị Cát và ông Trần Văn Phổ, đó là thân sinh của cụ Tổng Bí Thư. Yeah. Con ở miền Nam ra, hôm nay ao ước được về thăm mộ của cố Tổng Bí Thư Trần Phú. Hôm nay con cũng lên đây thăm cho ai cụ thân sinh của cố Tổng Bí Thư Trần Phú. Bên này nè. Dạ vâng. Còn đây là phần mộ người em của Tổng Bí Thư đó. À, giống của Tổng Bí Thư hả? Ở chứ cụ này là mới mất hôm nay năm 2 hả? Dạ vâng, bác mất sinh năm 1908, mất năm 1952. À. Dạ. Đây là mộ của người em ha. Dạ vâng, người em của Tổng Bí Thư. Ừ, giống mặt giống ha. Dạ vâng. Ừ. Đây là phần mộ người em. Đây là phần mộ của người em của